Rồi ga đều đều thôi, đúng rồi. Nhớ cái thân mình phải giữ chặt lại, đừng có vặn vẹo. Đó, em đánh lái bằng tay thôi. Đó, tốt. Thả lỏng người ra cũng không cần gồng lắm đâu. Canh cái bánh xe đầu á, cho nó gần cái vạch ngoài thôi. Rồi, đánh lái ra nè, đánh lái, đúng rồi.